À, xin chào anh em. À, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Nam Audio 61. Hôm nay em làm cái video này giới thiệu với anh em một cái cặp họng kèn VIP anh em nhé. Họng kèn đại, họng kèn rất là lớn của hãng Coran, họng kèn đứng đầu bảng của hãng Coran luôn anh em nhé. Nó có mã là Coran AH500. Coran là tiếng Anh, nó là san hô đó anh em. Đó. Tên cũng rất là đẹp anh em nhé. Thương hiệu này là thương hiệu âm thanh rất nổi tiếng của Nhật rồi. Cái này anh em mình chơi chơi âm thanh thì anh em mình đã biết rồi đúng không ạ? Cái họng kèn này nó có kích thước là chiều cao lên là, tức là cái chiều ngang của họng kèn này là 75 cm anh em nhé. 75 cm. Chiều cao của kèn là 18 cm. Chiều sâu vào của kèn tính từ mặt trước đến đây là 58 cm, chưa bao gồm củ anh em nhé. Đây là cái kèn mà nó gắn cho các cái củ 1 inch, tức là đường kính lỗ này nó là 2,5 cm, đường kính lỗ mà gắn vào đây này. Em quay cái mặt sau để anh em mình dễ tưởng tượng nào. Đây. Cái đường kính của cái lỗ mà gắn này là 5 cm anh em nhé. Thì cái chuẩn ốc của nó để ba cái lỗ ốc này nó gắn được cho các cái củ của JBL và những cái củ của Coran. Ví dụ là củ Coran là M100, mấy cái củ của hãng Coran là gắn vô đây được hết anh em nhé. Rồi những cái củ của JBL giống như JBL 2420, JBL 2425, 2426, JBL LE85, JBL 175. Đó, những cái củ mà 1 inch, tức là cái đường kính lỗ anh em mình, đường kính lỗ kèn đó anh em mình đo nó là 2,5 cm là lắp được nhá. Còn đối với các cái củ của Antech 1 inch á thì anh em mình phải khoan lại lỗ nha. Antech 1 inch gắn gắn vô đây là theo kinh nghiệm các anh em người ta chơi á, thì gắn vô cái họng Coran này thì tiếng cực kỳ hay luôn. Họng Coran này nó rất là chắc chắn anh em nhé. Đây chiều dày của họng anh em nhìn nè, chiều dày của họng nè. Họng này là họng bằng bằng gang anh em nhé, nhưng mà nó có thêm cái lớp chống ồn phía bên ngoài nữa, rất là nặng. Trọng lượng của nó là 15 kg một bên. Đây có thông số đây nhá, có thông số anh em vào cái trang audio database là nó có nhá. Giá xuất xưởng của nó 58.000 in một cái là nó rơi khoảng hơn 10 triệu một cái vào năm 1980 anh em nhé. Cái này để em luôn ghi luôn, quay luôn cái thông số để anh em mình biết nè. Có cái anh vô anh comment những cái hàng này vô nó bản thân nó bên Nhật nó đã đắt rồi, những cái cặp họng này bên Nhật nó đã đắt rồi anh em nhé. Anh vô anh kêu là thổi giá, bản thân anh em muốn mua cái này bên Nhật cũng cực kỳ đắt rồi chứ không có bao giờ rẻ được anh em nhé. Đây anh em mình cứ search một phát thôi, Coran AH500 nó có đầy đủ thông số, 58.000 yên một cái vào năm 1980 anh em nhé. Giá của nó đắt chứ không phải là anh em người ta thổi giá anh em ạ. Kích thước của nó thì anh em có thể vào đây để xem luôn đó, kích thước cụ thể của nó người ta có bản vẽ luôn này anh em. Đó, chiều sâu của kèn là 58 này. Chiều ngang của kèn là 75 cm này. Đặc biệt của nó cái tần số cắt của nó 250 Hz. Cho nên là anh em có những cái củ kèn mà nó củ kèn gọi là củ mid anh em, mà nó hát được cái dải tần thấp từ 300 Hz á, thì anh em xài cái này mới được anh em nhé. Có nhiều anh em lại không để ý cái đó. Mình mua cái củ chung kèn nhưng mà lại xài cái họng họng chép gắn vào nó không có ra được anh em. Cái nguyên tắc là cái cut off frequency, tức là cái tần số cắt của cái họng kèn nó phải thấp hơn hoặc là bằng cái tần số cắt của cái củ mid kèn nó thì tiếng nó mới ra đúng được của nó anh em nhé. Cái này thì nó cắt được xuống cái tần số 250 Hz lận. Cho nên anh em mình chơi chung kèn thì cực kỳ xuất sắc luôn. Cặp họng này rất là giá trị. Thứ nhất là cặp họng này nó zin và rất là đẹp. Nước sơn zin luôn. Những cái phần mà chống ồn của nó còn nguyên si. Còn nguyên si không chóc miếng nào anh em nhé. Còn nguyên si luôn. Nước sơn zin còn rất là đẹp anh em. Bên ngoài và bên trong rất đẹp luôn anh em nhé. Cái này em sưu tầm được là nó em sưu tầm được là nó còn cả thùng zin luôn. Đây anh em ship về là cặp thùng zin của nó luôn anh em nhé. Anh em để ý nè, đó hàng ship từ Nhật về còn tem mác đầy đủ luôn. Cái này bản thân mua bên Nhật nó đắt rồi anh em.
mấy anh comment vô, mấy anh kêu thổi giá, mấy anh làm như là đi xin được cái này về. Đây cái thùng zin của nó đây anh em, AH500 luôn. Còn nguyên thùng zin luôn, cặp này nó rất đẹp luôn. Đây cái thùng zin của người ta đóng trong đây đây anh em nhé. Cái này rất hiếm luôn, nó từ năm 1980. Năm nay 2023, tức là nó được khoảng 43 năm rồi. Đây còn cả catalog luôn anh em. Còn cả catalog của nó luôn này anh em. Đó, nó cũng có catalog này, thông số với hình vẽ của nó giống, cũng giống như trên internet luôn anh em. Đó. Cái thùng zin của nó còn nguyên luôn anh em nhé. Cái này hàng sưu tầm anh em nhé. Cặp này thì giá là 18 triệu. Cặp họng này. Anh em nào mà lấy về để ghép dàn nhạc thì liên hệ với em nhé. Rất đẹp anh em ạ. Đẹp như vậy chắc hiếm có rồi đó. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại hoặc Zalo 0977885088. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cặp họng này nhé anh em. Nó rất là nặng nhá. Anh em lưu ý. Cái kích thước theo thông số của nó là 15kg. Nhưng mà ví dụ như tụi em ship về là phải trả phí ship đến 19,3kg ra anh em. Tức là một thùng, một cặp này tụi em ship về là phải thanh toán tiền phí ship mất khoảng gần 40kg đó. Rất là to nặng luôn. Rồi cặp này là giá là 18 triệu nhé. Anh em có nhu cầu liên hệ với em. Zalo 0977885088. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào anh em.